Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Price Swap. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link dưới mô tả của mình mở tới đăng start chatbot đó bạn. Rồi mình sẽ get được 30 token Price. Muốn zone này drop. Token này đã list trên Bankia Swap đó bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn join group nữa. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Dọn tiếp kênh seller nữa. Rồi tiếp tục follow tờ Twitter nữa. Trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn làm dự án này trên trang của MarketCap ấy. Và mình cũng đã nhận được có 100 token nhưng nó không có giá trị cho các bạn. Rồi bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn với tờ Twitter nè. Tăng dạy các bạn vào nữa các bạn. Tờ Twitter lại nè. Sau đó các bạn bấm vào submit detail, bấm done. Sau đó gửi đường link mở profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn nhập vào avatar của mình, nhập vào một hồ sơ này, nhập vào cảnh cùng, nhập vào chia sẻ này. Sau đó các bạn sao chép liên kết này. Rồi gửi lại chatbot nữa. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB sở Machinbet20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn này. Sao chép địa chỉ dí là cho bot. Sau đó bấm sẽ tiết cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok. Các bạn diễn lên ghép chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm được thêm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.